Bỏ túi 8 tỷ tiền thưởng, tuyển Việt Nam có thể nhận thêm 140 tỷ. Thưa quý vị, sau chiến thắng trước xuất định, tuyển Việt Nam nhận được cơn mưa tiền thưởng khi có hơn 4 tỷ đồng từ các khoản thưởng khác nhau. Với hơn 4 tỷ đồng cùng các khoản thưởng khác nhau, sau trận thắng tuyển xuất định, tuyển Việt Nam đang sở hữu tổng tiền thưởng khá lớn là hơn 8 tỷ đồng. Cụ thể Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup năm 2019 đã chắc chắn nhận được số tiền 200.000 đô la Mỹ từ ban tổ chức giải Asian Cup năm 2019 cộng hơn 4 tỷ từ các nguồn khác nhau từ cơ quan nhà nước đến mạnh thường quân. Ngoài ra, Việt Nam có 1,5 tỷ tiền thưởng sau vòng bảng, 1 tỷ đồng của VFF, 500 triệu từ một thành viên VFF, tổng cộng thầy trò huấn đường viên Bắc Hansơ Sơ đã nhận được hơn 8 tỷ đồng tiền thưởng. Con số 8 tỷ đồng chắc chắn không dừng lại khi tuyển Việt Nam có khả năng nhận thêm tiền thưởng trong ngày hôm nay. Đó là phần thưởng xứng đáng cho thành tích đi đến vòng tứ kết Asian Cup 2019 của tuyển Việt Nam. Nếu tuyển Việt Nam tạo nên câu chuyện cổ tích ở Asian Cup năm 2019. Để đi ngồi vô địch, thì thầy trò khuấn đường viên Bắc Hang seo sẽ bội túi thêm số tiền lên đến hơn 140 tỷ đồng. Nguyên nhân là thầy trò khuấn đường viên Bắc Hang seo lọt vào bán kết sẽ nhận được 1 triệu đô la Mỹ, còn vô địch nhận số tiền là 5 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, cơ hội rõ ràng nhất chính là số tiền 1 triệu đô la Mỹ khi tuyển Việt Nam đã giành vé vào tứ kết Asian Cup năm 2019, tức cách số tiền thưởng này đúng một trận đấu. Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được dự báo rất khó khăn là Nhật Bản hoặc Ả Rập Xê út. Trận đấu giữa Nhật Bản và Ả Rập Xê út sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Đội thắng sẽ gặp Việt Nam ở tư kết Asian Cup năm 2019. Vào ngày 24 tháng 1, tuyển Việt Nam sẽ đá trận tứ kết ở Asian Cup năm 2019. Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục tạo nên kỳ tích sau chiến thắng kịch tính trước Scotland ở vòng 8 cơn mưa tiền thưởng cho đội tuyển Việt Nam bắt đầu rơi. Trong trận đấu thuộc vòng 18 Asian Cup diễn ra vào tối ngày 20 tháng 1, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã hòa Jordan một đều trong 120 phút, sau đó thắng với tỷ số 4-2 ở loạt sút luân lưu 11m. Đây là lần thứ hai tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng tứ kết giải đấu mang tầm châu lục. Ở lần gần nhất vào năm 2007, đoàn quân của huấn luyện viên Riddle đã để thua Iraq. Chiến thắng thuyết phục Jordan đã giúp Việt Nam trở thành đội đầu tiên vào tứ kết Asian Cup 2019. Trước tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh, Hưng Thịnh Corp, đã quyết định thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam 2 tỷ đồng nhằm khích lệ và động viên tinh thần các cầu thủ. Tương tự, nhân dịp đội tuyển quốc gia Việt Nam tạo ra kỳ tích gây chấn động châu Á tại Asian Cup 2019, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Việt Banh quyết định trao tặng đội tuyển 1 tỷ đồng để khích lệ tinh thần thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Với phần thưởng khích lệ này, Việt Tin Banh hy vọng đội tuyển sẽ tiếp tục tạo thêm những kỳ tích tại Asian Cup lần này để mang lại niềm tự hào cho đất nước. Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Việt Nam BIDV cũng cho biết, ban lãnh đạo ngân hàng cũng đã quyết định tặng thưởng cho đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng. Ngay sau trận thắng trước đội tuyển Jordan, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá Nam Quốc gia vì đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành quyền vào tứ kết tại giải bóng đá Asian Cup 2019. Tràn ngập lời khen tuyển Việt Nam trên Internet Trên Internet và đặc biệt là mạng xã hội, tràn ngập lời khen ngợi cho đội tuyển khi các cầu thủ áo đỏ gỡ hòa sau khi bị dẫn trước và có toàn bộ thông số tốt hơn đối thủ mạnh. Trước khi trận đấu diễn ra, đội tuyển Jordan đã được truyền thông đánh giá cao hơn nhiều đội tuyển Việt Nam khi vượt qua vòng bảng với vị thế dẫn đầu, Tuy nhiên diễn biến trái ngược dự đoán khiến cổ động viên Việt Nam dành nhiều lời khen ngợi cho đội tuyển ngay trong trận đấu. nằm ở thế cửa dưới, những đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ kiểm soát bóng, sút cú sút và đá phản góc nhiều hơn hẳn đối thủ Jordan. Cổ động viên trên internet ví von Việt Nam như chú bé vẫn có thể hạ gục siêu nhân. Thậm chí các cổ động viên trên internet còn đầu tư chỉnh sửa cả một đoạn video phỏng vấn các siêu sao khen ngợi đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019. Không chỉ khen ngợi đội tuyển, các cổ động viên Việt trên internet cũng dùng nhiều bức ảnh chế vui vẻ cổ vũ các tuyển thủ. Công Phượng là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất sau hiệp 1 khi là tác giả của bàn thắng gỡ hòa. Nhưng khi kết thúc trận đấu, thủ thành Đặng Văn Lâm người đã có các cú cản phá thành công trong loạt đá 11m mới là tâm điểm của các bức ảnh vui trên mạng xã hội. Theo báo quốc tế, chiến thắng của Việt Nam thật xứng đáng. Đội tuyển Việt Nam đã chính thức là đội đầu tiên được bước vào tứ kết tại Asian Cup sau khi đánh bại Jordan với tỷ số 4-2 trong loạt đá luân lưu ở những phút cuối. Tờ Fox Sports Asia cho biết, cho dù đội tuyển Jordan đã dẫn bàn trước từ phút thứ 39, nhưng bàn gỡ hòa của Nguyễn Công Phượng đã giúp Việt Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần và chơi hay hơn. Trung cuộc Việt Nam đã giành chiến thắng trước Jordan với tỷ số 4-2 sau loạt đá luân lưu căng thẳng. Theo tờ báo châu Á, đội tuyển Jordan là một đội mạnh với các chiến thắng ấn tượng trước các đội Australia và Syria ở vòng bảng. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam có lối chơi đầy quyết liệt và nỗ lực không ngừng. Chính điều đó đã giúp Việt Nam có chiến thắng cuối cùng. Ở đầu trận đấu, đội tuyển Jordan đã có những ưu thế vượt trội trong việc dẫn dắt bóng nhưng vẫn không thể đánh bại Việt Nam và vượt qua được thủ thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Các cầu thủ áo đỏ sau đó đã nhập cuộc tốt và bắt nhịp trận đấu. Theo tờ Fox Sports, nhiều pha bóng ngạc nhiên từ các đường truyền của đoàn văn hậu đã tạo nên các cơ hội tốt nhất. Các chân sút của đội tuyển Jordan luôn tận dụng các cơ hội để có thể ghi bàn tiếp theo nhưng không thể vượt qua được thủ môn Đặng Văn Lâm. Điểm lành của đội tuyển Việt Nam bắt đầu khi đường truyền kiến tạo của Trọng Hoàng giúp công phượng tỏa sáng trong bàn thắng gỡ hòa. Theo tờ báo châu Á, chính bàn thắng đã nhanh chóng thay đổi thế trận khi đội tuyển Việt Nam như được tiếp thêm động lực và luôn tạo ra các pha bóng bất ngờ cho đội bạn. Theo thống kê trận đấu, tỷ lệ cầm bóng của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 2 chiếm đến 58% và tuyển Jordan chỉ là 42%. Đây là một tỷ lệ khác xa so với những diễn biến ở hiệp 1 của trận đấu này. Duy trì được tinh thần thi đấu này đến hết hai hiệp vụ của trận đấu, Việt Nam buộc tuyển Jordan phải bước vào những lượt đá luân lưu. Trung cuộc, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Jordan với tỷ số 4-2 trong loạt đá luân lưu. Hãng truyền thông hàng đầu thế giới của Mỹ thán phục chiến tích của đội tuyển Việt Nam. Thêm một lần nữa, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lại tạo nên tiếng vang lớn với nhiều phương tiện truyền thông hàng đầu thế giới. Không chỉ các tờ báo ở khu vực và châu lục mà ngay tới nhiều hãng truyền thông uy tín bậc nhất của Anh, Mỹ cũng phải tán dương chiến tích của rồng vàng. AP, hãng truyền thông hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ ca ngợi chiến tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Việt Nam đã tạo ra cú sốc rất lớn cho Jordan khi giành chiến thắng trên chấm phạt đền. Tiền vệ 20 tuổi Bùi Tiến Dũng đã kết liễu hy vọng của Jordan giúp Việt Nam thắng luân lưu 4-2, loạt đấu mà 3 xe ít của Jordan tung một cú sút trúng sàng ngang, còn thủ môn Đặng Văn Lâm lại sắm vai người hùng khi cản phá cú sút của Ahmed Salah. Tương tự tờ Go của Anh đặt tiêu đề, Jordan – Việt Nam, Đặng Văn Lâm là người hùng trong loạt sút luân lưu để ca ngợi thủ thành sinh năm 1993. Tờ báo này đánh giá, Văn Lâm chính là người hùng của đội tuyển Việt Nam với pha cứu thua quyết định trong chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu. Jordan đã vượt lên dẫn trước nhờ cú sút phạt tuyệt đẹp của Ba-ha Rahman, nhưng hiệp 2 đã chứng kiến một Việt Nam thực sự hồi sinh để kiểm soát trận đấu. Sau khi thuật lại một số diễn biến, tờ Goal tiếp tục nhắc tới người gác đền của tuyển Việt Nam. Cú vô lê của Yasen Bakhit đã vọt sáng ngang là cơ hội tốt nhất mà cả hai bên có thể tạo ra trong hiệp phụ. Và khi đó vấn đề mấu chốt chính là việc thủ môn Đặng Văn Lâm đã giữ vững được tinh thần để cản phá cú sút của Salah, qua đó mang tới chiến thắng cho Việt Nam. Hãng truyền thông lừng danh Reuters của Anh thì lại ca ngợi. Các tay súng trẻ của Việt Nam đã đánh bại Jordan 42 trên chấm phạt đền để lọt vào tứ kết Asian Cup sau khi bất phân thắng bại ở 120 phút. Các nhà vô địch Đông Nam Á, Việt Nam đã lao lên phía trước để tìm kiếm một chiến thắng. Sau nhiều pha phối hợp nhịp nhàng và cả những cơ hội nguy hiểm, tiếc rằng họ lại không thể vượt lên. Trong khi đó, Jordan từng đánh bại nhà đương kim vô địch Australia và Syria để đứng đầu bảng, nhưng lại không thể chơi lấn lướt trước một Việt Nam có sự kỷ luật vượt trội. Với việc đánh bại Jordan, tuyển Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Ả Rập Xê Út ở vòng tứ kết. Hàn Quốc lại trầm trồ trước phép thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thưa quý vị, kể từ ngày cầm quân đội tuyển Việt Nam, những ấn tượng mà huấn luyện viên Bắc Hang Seo đem lại ở giải vô địch U23 châu Á, ISAF năm 2018 và AFF CC Cup năm 2018 vừa qua đã biến ông trở thành một chủ đề nóng với truyền thông quê nhà. Không ngạc nhiên khi báo chí Hàn Quốc cũng rất chăm chú giỏi theo hành trình của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup năm nay bên cạnh những màn trình diễn của đội tuyển Hàn Quốc. Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam xuất sắc vượt qua Jordan để đoạt tấm vé đầu tiên vào tứ kết Tờ Châu Xuân một lần nữa nhắc lại cụm từ phép thuật của hướng đường viên Park Hang Seo. Thật khó tin Việt Nam đã hạ Jordan, phép thuật của hướng đường viên Park Hang Seo thậm chí còn giúp họ chơi hay hơn hẳn đối thủ. Bị dẫn trước nhưng họ chiến đấu không mệt mỏi, liên tục dồn ép Jordan và chiến thắng trong loạt lương lưu. Chúc mừng Việt Nam! Tờ Daily Sports khen ngợi, huấn luyện viên Park Hang Seo một lần nữa khẳng định khả năng của mình khi cùng đội tuyển Việt Nam vượt qua Jordan để giành tấm vé tứ kết đầu tiên. Trong khi đó, tờ Jones đánh giá, Đội tuyển Việt Nam thi đấu như thể là một thế lực của bóng đá châu lục, dù đây mới là lần thứ hai họ góp mặt, thật khó tin họ lại chơi tốt như thế trước các ông lớn. Các báo Hàn Quốc cũng chú ý đến yếu tố thể lực rất tốt của đội tuyển Việt Nam khi chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi sau vòng bảng, ít hơn đình, nhưng cuộc chiến thể lực là cân sức và thậm chí các hậu trò huấn lượng viên Bắc Hàn Sơn còn lớn lướt trong phần lớn thời gian. Dự đoán ngược 180 độ, báo Thái Lan có hối hận vì quá coi nhẹ đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, thật thú vị khi những kết quả dành cho tuyển Việt Nam và Thái Lan ở vòng 18 Asian Cup lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của tờ báo xứ Chua Vàng. Khoảng gần 24 giờ trước, sáng ngày 20 tháng 1, ngay trước thêm những trận đấu đầu tiên vòng 18 Asian Cup, tờ báo Tharad của Thái Lan đã đưa ra một dự đoán cực kỳ bất ngờ rằng tuyển Việt Nam sẽ để thua Jordan ở thời điểm cuối trận, còn phôi chiến sẽ thắng Trung Quốc với tỷ số 4-3 trên chấm lưng đu sau tỷ số hòa 1-1 hoặc là không đều ở 120 phút. Khi đưa ra dự đoán này, tờ báo xứ Chùa Vàng phân tích rằng, dù trái tim muốn cổ vũ Việt Nam lọt vào tứ kết, nhưng phải nhìn nhận vào thực tế là Sơn rất mạnh, quá khó để quan hải cùng các đồng đội có thể làm nên bất ngờ trước Sơn Đinh. Thế nhưng, rốt cuộc tờ báo Tyrant đã hoàn toàn việt vị. Nói đúng hơn, kịch bản mà tờ báo này đưa ra có phần nào ứng nghiệm, nhưng có điều rằng Thái Lan và Việt Nam đã được đổi vai ở phần kết quả. Kịch bản sau trận đấu đã xảy ra hoàn toàn trái ngược với dự đoán của tờ Tyrant. Việt Nam mới là đội, giành chiến thắng nghẹt thở tranh chấm luân lưu sau tỷ số hòa một đều ở 120 phút, còn Thái Lan thua đau Trung Quốc ở thời điểm cuối trận. Nhìn chung, những kết quả này là hoàn toàn hợp lý với những màn trình diễn của hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Việt Nam xứng đáng vào tứ kết nhờ màn trình diễn vô cùng thuyết phục, đặc biệt là bản lĩnh, tinh thần thép của các tuyển thủ ở những thời điểm quan trọng nhất. Ngược lại, voi chiến xứng đáng bị loại trước Trung Quốc do những sai lầm tai hại ở hàng thủ. Trở lại với tờ báo Tarat, sau màn việc vị của mình, hãng truyền thông này đã khen ngợi tuyển Việt Nam khi cho rằng thay trò huấn luyện viên Bắc Hang đã chiến thắng bằng sự quả cảm. Theo Tarat, thì tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng sau 90 phút thay vì phải chờ tới loạt sức lương đu nhờ mang trình diện tốt hơn hẳn so với Jordan, trong khi đó, Tyrus lại chỉ ra nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho voi chiến bị loại trước Trung Quốc là bởi mấu chốt nằm ở việc đoàn quân của lường viên gia Yodhathai quá đuối về thể lực ở thời điểm cuối trận nên không thể trụ vững trước những đợt hãm thành của đối thủ vùng Đông Á.